Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Hoàng Game đây. Thì đến với video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay lại với cái ứng dụng quay phim màn hình dành cho máy yếu nha. Thì uh, ứng dụng này mình đã cập nhật lên bản 1.1 cho bạn rồi và có những cái tính năng mới thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ nó cho bạn. Theo ứng dụng quay phim màn hình dành cho máy yếu nha à, và chuyên dành cho bạn quay game. Ok, thì trước khi vào video ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ đến với phần quen thuộc thôi, đó chính là chỗ Rồi thì uh, mình đã cập nhật ứng dụng rồi. Nếu như mà bạn nào chưa cập nhật á, thì bạn kéo xuống phần mô tả video, mình có để link của ứng dụng này. Các bạn bấm vào sẽ hiện cái sẽ like ra. Các bạn sẽ bấm vào nút cập nhật nha. Còn ở đây thì mình đã cập nhật rồi, cho nên là nó không có hiện nữa. Ở đây mình cũng có viết cho bạn rất là chi tiết về cái phần tính năng mới này. Đây, thì ở cái tính năng này nó đã fix cho bạn một số cái lỗi văn khi mà bạn sử dụng ứng dụng này cũng như là nó không quay được á trên một số máy thì mình đã fix đi cũng khá nhiều rồi nếu như mà vẫn còn những cái tình trạng nào nữa thì các bạn có thể để làm cái bình luận ở phần bình luận của video để mà mình biết rồi tiếp tục khắc phục tiếp ở những bạn sau nha để diễn dụng mới ra mà nó sẽ có khá là nhiều lỗi nên là mình sẽ khắc phục từ từ à, cho đến khi nó hoàn thiện nha ok và mình có thấy một số bạn là yêu cầu thêm cho các bạn một cái nút giúp các bạn có thể bật tắt cái phần mít thu âm ở trong game á thì sắp tới thì mình cũng có một số bạn góp ý thì là thêm một cái phần là thu âm thanh hệ thống thì mình cũng sẽ cố gắng uh, hoàn thành tính năng đó như là cập nhật sớm nhất cho bạn và những tính năng khác nữa như là dừng quay lại nè rồi quay tiếp các thứ thì mình sẽ cố gắng làm tiếp để cho nó hoàn thiện cái ứng dụng này uh, nhiều hơn trong năm nay có thể là từ đây đến cuối năm thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện cái ứng dụng này cho các bạn nha rồi thì đó là những cái tính năng mới của cái ứng dụng này thì một hồi mình sẽ mở lên rồi nói chi tiết cho bạn nha thì các bạn nào chưa cập nhật thì bạn có thể cập nhật ứng dụng này và nếu bạn thấy ứng dụng này tốt hiệu quả thì nhớ để lại một cái đánh giá năm sao cho ứng dụng nha cảm ơn bạn rất nhiều rồi thì bây giờ mình sẽ mở ứng dụng này lên để mà nói chi tiết cho bạn rồi thì đây là giao diện chính của ứng dụng thì lần trước mình cũng đã có một cái video giới thiệu như là hướng dẫn các bạn sử dụng rồi à, thì đây là ứng dụng chuyên dành để cho các bạn quay game nha như là liên quân bobsy canal duty này à, sắp tới là có thêm game gì nhỉ à, tóc chiến này ấy, phi phai cái thứ là bạn hãy dùng cái ứng dụng này quay rất là tốt cho những bạn nào có con máy yếu và máy tầm trung mà bạn có thể chơi được cái từ game đó và bạn muốn quay nó lại thì bạn hãy sử dụng ứng dụng này nó sẽ giúp bạn tối đa cái phần hiệu năng uh, từ quay phim cũng như là từ cái phần chơi game giúp các bạn có thể vừa giảm lách từ game đó cũng như là vừa quay phim nhẹ nhất có thể nhưng mà chất lượng video ra thì nó sẽ tốt nhất có thể cho bạn. Ok thì đây là giao diện chính của ứng dụng thôi. thì các bạn bấm cho mình ở phần máy đây. Ở đây thì mình có thêm cho bạn một số cái tùy chỉnh ở đây Thì các bạn có thể thấy cái phần ở đây có thêm một cái phần âm thanh cho các bạn nè Nếu bạn thấy nó bật lên như thế này thì là nó đang thu âm thanh mít nha Còn nếu bạn muốn tắt đi thì bạn bấm vào đó một lần nữa cho nó trắng như thế là được Còn nếu bạn muốn bật lên thì bạn kéo nó thì nó sẽ bật lên như thế này Thì cái phần mít của bạn khi nói chuyện á, thì nó sẽ lưu lại để cho các bạn có thể uh, vừa quay game vừa nói chuyện nha Còn không thì bạn có thể tắt nó đi thì tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn thôi và ở đây thì vẫn có cho bạn ba cái phần tùy chỉnh thì mình cũng đã nói rồi nếu như cái máy các bạn là máy yếu thì chọn video thấp còn nếu như mà máy tầm trung chọn trung bình và máy xịn thì các bạn chọn video cao thì tùy vào cái độ cái cái máy của bạn thôi còn nếu bạn muốn chỉnh tay á, thì bạn chọn cho mình xuống cái phần cài đặt video nè ở đây nó sẽ có những cái option cho bạn tùy chọn là cái phần độ phân giải chất lượng video cũng như là fps thì các bạn có thể tùy chỉnh như thế nào đó để cho nó có thể phù hợp nhất với máy của bạn nha còn những cái gợi ý của mình là cái phần tự động như này thì bạn có thể chọn để mà nó có thể tự động tên cho bạn luôn rồi thì đó là những cái cập nhật mới của cái ứng dụng này thôi thì mình cũng làm một video nhỏ để mình chia sẻ ngắn cho bạn còn cái video hướng dẫn sử dụng mình đã có một video rồi thì mình cũng sẽ để lên ở phần mô tả video luôn cho bạn nào chưa xem để bạn hãy xem để mà có thể quay video với ứng dụng này ok và đó là video mà mình cập nhật những cái thông tin về các bạn cập nhật mới nhất của bạn cái ứng dụng quay phim màn hình cho máy yếu này và nếu các bạn vẫn còn những cái góp ý nào nữa thì bạn nhớ bình luận lấy phần bình luận video này nha mình sẽ đọc xem những cái góp ý nào là ok nhất để mà mình tiếp tục tích hợp vào ứng dụng này ở những phiên bản tiếp theo Ok và đó là video ngày hôm nay. Và bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Nhớ like, đăng ký ủng hộ mình nha. Bye bye.